Cô chú anh chị và các bạn, rất vui gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo nha. Các bạn thân mến, sáng ngày hôm nay em đang có mặt ngay tại thị xã Tân Châu của tỉnh An Giang. Hôm nay về lại Tân Châu, em mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi thăm lại chợ thị xã Tân Châu nha. Hôm nay là ngày 11 tây tháng 6 năm 2023. Sáng nay thì em đang có mặt ngay tại cái bờ kè Tân Châu này cô chú. Ngay chỗ này là hai cái cây còng điểm nhấn của Tân Châu ha. Đó. Hai cây còng này phải nói tuổi đời rất là lâu rồi cô chú. Hai cây còng này chứng kiến rất là nhiều những cái câu chuyện lịch sử cũng như là vùng đất Tân Châu. Hướng phía trước mình đi thẳng chút xíu nữa là sẽ tới chợ Tân Châu rồi cô chú. Ngay chỗ này là một cái đường con đoạn đường cong luôn, và ngay chỗ này lúc trước có một cái eo nè, nhưng mà bây giờ người ta đang xây dựng lại cái bờ kè nới ra. Hồi năm rồi vào mùa nước nổi á, em quay những chiếc ghe của người dân ngay chỗ đoạn hai cây còng này nè, người ta ủi cá linh rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ em mời cô chú mình cùng đi vô chợ Tân Châu nha. Dạ, ngay chỗ bờ kè này nè cô chú, buổi sáng á là có rất là nhiều cô chú anh chị ngồi ở đây vừa hóng mát vừa tập thể dục. Cái bờ kè này là mát nguyên cả ngày luôn á. Rồi bây giờ mình đi từ từ vô chợ nha. Ở đây có mấy cô mấy chú ngồi tập thể dục buổi sáng nè. Ở dưới sông Tân Châu á, mùa này là mùa bà con câu cá lăng, như là sau Tết á, là bà con sẽ câu cá lăng cô chú. Ở sông Tiền này á, có rất là nhiều cá lăng luôn, và những con cá lăng thậm chí là mười mấy ký. Phía bờ sông bên kia chính là Hồng Ngự á cô chú, mình qua bên sông là Hồng Ngự. Ở đây có hai cái bến phà, mình có thể đi phà nào cũng được. Phà bên đây là phà Tân Châu Hồng Ngự nè. Đấy. Hướng này chính là phà Tân Châu Hồng Ngự. Mình đi khỏi chợ Tân Châu chút xíu thì có cái phà qua bên Hồng Ngự, qua bên chợ Thường Thế Tiền luôn. Còn mà hướng màn ảnh của chú nè, hướng ngược lại nha, là mình đi về phà Mương Miễu, là bên đó mình qua Hồng Ngự, nhưng mà cái đoạn bên Thường Phước đó cô chú, gần cửa khẩu Thường Phước luôn. Thường những dòng sông đó cô chú, thường sẽ có một bên lở và một bên bồi, thì bên đây chính là bên lở nè, còn bên kia chính là bên bồi. Rồi bây giờ mình sang lộ đi về chợ Tân Châu nha cô chú. Bây giờ là tầm 6 giờ 30 phút sáng. Sáng nay em thấy thời tiết có mây nhưng mà cũng có ánh mặt trời nè, cho nên là cảnh quang cảnh thấy cũng khá là đẹp. Tối qua em vừa tới đây là trời vừa đổ mưa luôn cô chú. Mưa mà thấy cái không khí ẩm đạm lắm, giống như là sáng nay sẽ mưa nhiều á, nhưng mà may mắn sáng nay là không có mưa. Ở đây có hàng hoa sứ cùi nè. Rồi một ngày mới em xin chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn thật nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống nha. Bây giờ chúng ta cùng về chợ Tân Châu. Trước khi đi tham quan chợ á, cô chú vui lòng cho em một like, một bình luận và một đăng ký kênh nha, để em có động lực làm nhiều video hơn nữa cho cô chú anh chị và các bạn xem.
đây ở đây có cái quầy bún mắm buổi sáng nè cô chú. Đó. Buổi sáng là cô bán bún mắm rồi bún riêu. Sáng ngày mình ngồi đây mình ăn sáng là mình có thể ngắm được bờ kè Tân Châu luôn. Đây là vừa bờ kè mà vừa công viên luôn nè cô chú. Rồi mình đi một đoạn nữa sẽ đi vô chợ Tân Châu nha. Ở trên đoạn đường này buổi sáng cô chú có thể bắt gặp những cái quầy ăn sáng như là bún riêu, bún mắm. Như ở đây có một cái quầy hủ tiếu Nam Giang này cô chú. Bên kia thì có cái xe cô bán như bán hến. Tới đây là mình rẽ phải vô chợ nè cô chú, rẽ phải vô đường Hai Bà Trưng á. Cái đường nãy giờ mình đi là đường Trần Hưng Đạo. Còn mình đi thẳng một chút xíu nữa là sẽ tới phà Tân Châu Hồng Ngự. Đây là chợ Tân Châu. Chợ thì buổi sáng ở trước á, cô chú nhìn vắng lắm, nhưng mà buổi sau ở phía sau á, bà con bán đông và nhộn nhịp lắm cô chú. Đây trước khi đi chợ thì em chạy một vòng cho cô chú xem. Đây là cái bên hông chợ nè, khu này thì bán trái cây. Sáng ngày thì các cô mới dọn trái cây ra. Mùa này thì có sầu riêng, chôm chôm, giải đồ nhiều lắm cô chú. Ở đây bà con vừa mới soạn hàng, dọn hàng, cho nên là những cái lá, trái cây, đồ bà con chưa có quét dọn. Chút xíu nữa xong hết mấy cô quét lại, nhìn thấy cũng đẹp lắm. Đây là khu vực bán trái cây nha. Bên đây thì có cái quán nước nè, buổi sáng cũng đông bà con uống nước lắm. Các bạn thân mến, hiện tại là em đang đứng phía sau của chợ Tân Châu nè. Ở đây là con đường Nguyễn Văn Cừ. Hôm nay thì em đã mời cô chú đi từ phía sau chợ ha. Buổi sáng á, phía trước á, là bà con không có bán, cho nên là em sẽ đi từ phía sau, bà con bán nhộn nhịp hơn. Em đi đây tới đằng kia xong mình rẽ phải đi vô chợ cá nha. Về An Giang là nổi tiếng là những cái chiếc xe bán hàng rong lưu động rồi nè cô chú. Bây giờ là 7 giờ rưỡi rồi. Chợ ở đây em nghe bà con nói trưa trưa chút xíu mới có người đi, chứ sáng sớm là ít người đi lắm cô chú. Ở đây thì có những cái quán ăn sáng như là bún bò Huế nè. Đây cái quán có bán chai bán mặn luôn nè cô chú. Đấy. Bên đây là mấy cô bán bông nè. Ở đây phía sau chợ là rất là nhiều những cái sạp bông luôn. Hôm nay ngày âm là ngày 24 tháng 4 âm lịch.
Hôm nay cũng là ngày chủ nhật đó cô chú, không biết chủ nhật thì chợ Tân Châu bà con đi chợ có đông không ha. Đây là phía sau nhà lồng chợ nè, ở đây có các cô bán bông nữa. Đấy. Ở Tân Châu á luôn. Chào cô, mình bán bông qua ngày nào cũng bán hả cô? Dạ. Chợ này bà con bán bông nhiều quá. À, con cảm ơn nha cô. Cái này bông nhà trồng luôn hả cô? Nhà trồng luôn. Dạ, bông đẹp quá. Quá trời đẹp luôn. Dạ. Có ông chú lợn luôn đi. Cũng có bạn kia quay cô à? Dạ. Dạ. Con cảm ơn cô nha. Ở phía sau thì có cái khu bán quần áo chạy chạy nữa nè. Thôi em đi vòng ra bên đây thấy nha cô chú. Ở đây cũng có các cô bán xoài rồi bán bông nữa nè. Dạ. Dạ. Dạ kênh của con là ống kính đó đây. Dạ ống kính đó đây. Đây gọi là qua cúp lưới hả cô? Dạ. Cái này nhà mình tự trồng lưới luôn hả cô? Dạ. 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 Chạy không mới chạy. Con cảm ơn nha cô. Bên đây thì chú có cái xe bán bánh tráng, bánh đa nè. Này gọi bánh đa hay là bánh bánh tráng phòng chú? Cái này bánh tráng phòng, bánh nếp. Dạ. Cái này bánh tráng mè. Nè, dạ. Ba nó có cũng dán chiếc xe sữa nè, bán 35 năm rồi nè. Dạ, dạ, dạ. Đây anh trai này bán, ủa chú này bán 35 năm rồi nè. 35 năm rồi đó. Đây gọi là sữa đá bào. Sữa đó, đậu nành. À, con tưởng là sữa đá bào. Một ly chỉ có 5.000, 5.000 chỉ có một ly mà thôi. Dạ. Vừa thơm, vừa béo, vừa ngọt, vừa bùi. 35 năm, coi chiếc xe của chú. Cái này mình chế hả chú? Dạ, trước quay cái bản hiệu ra. À, cái xe mình chế hả chú? Ờ, xe mình chế. Dạ. Dạ. Trước xe bản hiệu ra. Có xíu không chú, có xíu không chú? Không. Không, dạ. Dạ, coi bản hiệu luôn. Đây, quay bản hiệu của chú à. Dạ. Đây, ca sĩ Tấn Vũ. Sữa đậu nành, sữa đậu xanh. Nam Mô A Di Đà Phật luôn. Rồi, cảm ơn nha chú. Rồi, muốn coi kênh này là tên gì? Dạ, kênh của con là ống kính đó đây. Ống kính đó đây rồi, ok. Chừng dạ, nào chú bán chợ chạy hay là ngày nào chú cũng bán đây chú? Bán chợ chợ. Dạ. Động đây cái hồi mình chạy đi hả chú? Không, chợ nào quyết định buổi đó rồi, ngày đó vậy đó. À, dạ. Buổi định vô nó chạy đi nữa. Xong rồi. Dạ. Cho nó quen khách á. Dạ. Ta muốn mua rồi ta lại. Dạ. Xong cái trưa mình về luôn hả chú? Trưa về nhà cách đây khoảng cây số mấy. Dạ. Con, dạ con tưởng đâu là bán xong rồi cái chú đi theo sớm mình bán nữa. Không đó. Dạ, con cảm ơn chú nha. Dạ. Cái xe chú bán cũng dễ thương lắm rồi cô chú. Đầy đủ các loại bánh luôn. Đây có bánh chua, bánh chuối nữa nè, bánh chuối nướng nữa nè cô chú. Bên đây thì cô này có cái xe bán cơm rượu. Đây, cô bán cơm rượu có đi đâu mất tiêu rồi nè. Đấy. Ở trong đây không biết là cô bán cái gì à. Đấy. Còn bên đây là những cái keo cơm rượu cô đã vô sẵn rồi nè. Ở trên đội á thì cô có trang bị nước uống đâu sẵn nè. Đây, bên đây thì có một số cô chú bán có chú xe kia bán bông lan đi cô chú. Rồi bên đây thì cũng có một số cô bán rau bán chuối ở trên xe kìa. Để em đi lại đây xem các cô bán gì nha.
Đây, ở đây bà con bán bông, bông lan. Bên đây thì cô bán những cái gỗ gao. Chào cô. Sao mà đúng vô chợ thế cô? Vô chợ chợ bán ế. Dạ. Thì cô nói vô chợ bán ế. À, bên đây có cá nữa nè. Cá, thịt gà nữa. À, có tôm nữa nè cô chú. Đây là tôm sông. Ở sông Tiền á thì có rất là nhiều những cái ghe cào, cho nên là những con tôm này là tôm sông tự nhiên. Đây, cá lăng này là cũng bắt ở dưới sông Tiền chỗ bờ kè luôn nè cô chú. Ở đây là có cá sặc bổi nè. Cá sặc bổi thường là sẽ cá nuôi. Còn những cái loại con cá dầu đếm này nè cô chú. Dầu đếm với cá tra này nè. Với cá lăng này là bắt ở dưới sông. Đấy, cá lăng ngon quá cô chú ơi. Đây là cá lóc này cá nuôi bè. Ở đây có cô bán chuối nè. Rồi bán mít nữa. Đấy. Bên đây thì cái xe bán dừa. Rồi quay lại vô chợ nha cô chú. Thôi mình đi vô chợ nha cô chú. Cô này thì bán những cái chổi làm ở nhà, cô mang ra đây bán. Dạ, chỗ này mình làm nhà luôn đó hả cô? Dạ. Dạ. Đây, cô để xe về là bán luôn đó hả cô? Dạ. Con tưởng đâu cô ngồi đây cô bán cho bà con luôn chứ. Dạ. À, đi là cô chạy theo sớm cô bán hả? Dạ. Dạ. Đây, những cái chổi cô làm khéo tay với cô chú. Mua cầm ra bó bán. Dạ. Con cảm ơn cô nha. Đấy, cô ngồi ăn sáng uống cà phê cô mới chạy đi. Bên đây thì chị này có cái xe dưa hấu nè. À, những cái gian hàng bông ở phía sau chợ Tân Châu á, trưng bày rất là đẹp. Ở đây có những cái tiệm trà sữa nè cô chú. À, bên đây là những cái gian hàng trái cây nè. À, xin lỗi, những cái gian hàng bông. Đấy. Bông rất là đẹp luôn cô chú. Đây, bông đồng tiền ha. Đây là hoa đồng tiền. Đấy. Rất là đẹp luôn cô chú. Mình đi lại đây lại chợ cá trước nha cô chú. Chút xíu cái mình đi vô bên trong đây. Trong đây là những cái gian hàng bánh nè. Với lại rau củ bên trong. Bây giờ mình đi chợ cá trước đi. Về Tân Châu á, là đôi khi những buổi chợ mình có thể bắt gặp những con cá, cá lăng nè, cá hô rất là lớn. Bông quá trời đẹp luôn. Kẹo đậu phộng, bánh phộng Tân Châu, đàn thơm ngon. Đây, đối diện đây cũng có cái quầy bông nữa nè cô chú. Tân Châu, quá lẽ rồi. Mỗi cái quầy á, bà con trang trí một cái nét riêng á, nhìn rất là đẹp. Cái hoa sen nè. Chào cô, cái đó mình sửa lại cho nó đẹp đó hả cô? Dạ.
Dạ, cho con xin quay cái nha cô. Quay cô làm cái ơi. Đây, quay học cô làm ơi. Học được không? Dạ được. Mà chắc làm 100 cái mới được. Đấy, cô làm đẹp quá cô chú. Không biết con cũng như đẹp rồi. Đây gọi là bông sen nè. Bông sen. Dạ. Có 20 cái gương dạ, cái gương luôn, gương này còn non hết cô. Dạ. 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 Cô bán cho bó 20 và bó 40. Bó 20, bó này là 15. Dạ. Này rồi còn cái đó mấy một chục, cái đó mấy một chục? Cái đó chục 50 ngàn. Cái này nè. 50 ngàn chục luôn. Rồi bông cái này. Cái súng nữa nè. Này bông đồng tiền. Bông đồng tiền thì 50 ngàn một chục. 40 ngàn. Tôi lấy mấy chục. À mà tôi trả đi rồi tôi lựa. Tính 45 ngàn đây. Thôi 40 ngàn. Rồi 40 lửa luôn. Hôm nay là ngày với bà cho nên là bán bông nhiều. Dạ. Bình thường thì mình bán ít bông sen hơn á cô. Dạ. Này bông quá đẹp luôn. Nhìn như là Tết vậy đó cô chú. Đấy. Rồi bên đây là bông văn thọ với bông cúc nè. Dạ. Rất là đẹp luôn cô chú. Đấy, quá trời luôn. Con cảm ơn nha chú. Đây là cái xe đại lý bánh của cô nè, của chị nè, rất là nhiều bánh luôn, bánh con sùng nè, quá trời luôn. Bên đây là gian hàng trái cây nè cô chú. Ở đây thì có cái lò đậu hũ gia truyền đối diện bên đây. À, trước khi đi vô chợ cá em thấy chỗ này có cái quầy bán chè, bán bánh buổi sáng nè cô chú. Chị bán cũng nhiều lắm. Mình đi thẳng đây là có cái nhà giữ xe nè. Rồi đi vô đây vô chợ cá nha. Ở đây có bán khô. Cô đang chiên chả cá nè. Chào cô. Cô chiên hả cô? Cho con quay cái nha cô. Dạ. Cái này chả cá gì á cô? Cái dặn. Cái dặn nè. Dạ. Thơm ngon lắm đó nha. Dạ. Đây, chắc cô bán lâu lắm hả cô? Mới bán đây chừng tháng à. Dạ. Hết chiên thôi. À, chứ ngày xưa mình bán mấy cái còn lại hả cô? Ừ, lại thì bán lâu rồi. Dạ. Nay mới phát minh thêm một món nữa. Mới thêm. Dạ. Bên đây là chả quế nè. Đó, đúng rồi, chả quế đó. Dạ. Trứng cút, trứng gà, trứng vịt thì có hết luôn. Dạ. Khô cá lóc nữa nha. Khô cá lóc bên kia. Ờ. Khô cá lóc cũng của cô bán luôn đó. Dạ. Chợ cá mình đi thẳng xuống hả cô? Ờ, dài dài đó, thiếu gì ta bán cá, bán thịt, bán đồ có thiếu gì nữa. Rồi, con cảm ơn cô nha. Rồi. Dạ. Tiếp tục lên đường. Dạ. Let's go. Cô bên đây có bán tép nè. Con xin quay tép cái nha cô. Hay tép đồng nha. Tép đồng. Đó. Bên đây tép còn tươi nè cô chú. Sống luôn. Ngon quá. Tươi. Tép này chắc người ta đặt giống trong những cái con kinh hả cô? Đúng rồi.
Dạ. Rồi đặt trong lòng mới có nó, chứ dưới sông không có. Dạ. Sông thì có tôm với cá. Rồi, con cảm ơn cô. Cô bên đây thì có bán rau cần cua với lại là bông bí. Đó. Đây bông bí đẹp quá. Con xin quay cái nha cô. Đây bông bí nha. Rồi rau cần cua mình có thể làm gỏi cô chú. Đấy. Rồi con cảm ơn nha cô. Đây bên đây là chợ cá nè. Chỗ đây mình rẽ phải là đi xuống khu chợ bánh. Khu chợ bánh rau củ, bánh trái. Bên đây là chợ cá, bình thường chị này bán cá bự nhiều lắm. Hôm nay không có cá bự nhiều hả chị? Dạ. Thường dạ. Dạ, thường thường ngay con nước là ngày nào hả chị? Wow. Ghê vậy? Trời đó. Trời ơi. Đây. Dạ. À con cá kết hả? Đó là con cá kết sông, cá kết câu nó mới sống được nha, còn cái cào là không có sống được nha. Dạ. Còn cái này cá bông lau bự hả? Bông lau ghê vậy? Bông lau nó còn 5 cm, còn 2 cái. Cá bông lau cũng bự quá. Dạ. Cá này gọi nói là khủng luôn á. Tại anh đi chầm bữa cá. Dạ. Chầm bữa có cái cá này có bự. Dạ. Chắc bữa nào phải liên hệ chị hỏi bữa nào cá bự cái chạy qua. Bữa năm uống không? Dạ không phải, em ở dưới Tiền Giang á. Dạ. Có cá gì năm uống không không quay hoài. Dạ. Cá chạch lấu xong luôn á ha, là nuôi chị. Lấu này anh thì lấu vàng hết luôn. Lấu này dưới sông luôn hả? Dạ, cái này dạ. Có miên chứ mình ở đây thì không có. Ủa bên miên ha? Dạ đúng rồi. Ừ. Con này chắc ký mấy, 2 ký rồi chị? Con ký, ký 2, ký 3. Dạ. Để số điện thoại cho lên luôn đây. Dạ. Để số điện thoại cho lên. Rồi, đây. Chị đọc số điện thoại đi. 03 88 11 6073 để Hồng Tân Châu. 6073, chị Hồng Tân Châu ha. Rồi, rồi. Chị Hồng bán cá củ. Cảm ơn chị Hồng. Cá bông lau là nhiêu ký hả chị? Bông lau thường thường là ký 300. Dạ. Ký 300 thì ký 10 thì thấy nó đúng. Dạ. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nha. Quầy cá chị là quá đã luôn. Đây là cá cô đồng luôn hả chị? Trời ơi, cá vàng tươi luôn hả cô chú? Dạ, cá vàng đó là mấy con đó. Con cá này nó mập như mùi nước nổi luôn á. Dạ. Như cái này là nhiêu ký hả chị? Cá đồng thật sự ký 150. 150. Chị cũng đâu có cao lắm vào mùa này đâu. Cá bự nè. Đấy, cá vàng tươi luôn nè. Quá đã luôn. Cá nó về nấu canh chua. Em cảm ơn chị nha. Đây là chợ cá bên trong, nó hơi tối chút xíu nha cô chú, thông cảm cho em nha. Bên đây cô cũng bán cá đồng nữa nè. Con xin quay cái nha cô. Cá rô đồng. Nó ngon luôn. Về Tân Châu mới có những cái con cá rô đồng mà nó mập vào mùa này á cô chú. Bên kia là trứng cá gì quá trời luôn. Dạ. Con cảm ơn cô. Bên đây là chị bán hải sản nè. Mực. Sầu huyết luôn. Dạ. Chị Hồng rất là vui tính. Hai con Hồng, hai con nha. Dạ. Dạ, độc thân luôn hả chị Hồng? Độc thân. Rồi. Ai nói vậy là bậy. Đứa chồng nói vậy. Rồi, độc thân. Độc thân làm may cho chị Hồng luôn nha cô chú. Mai mốt mà ai lại chợ mà không thấy chị Hồng bán cá là biết chị Hồng lập gia đình rồi đó. Rồi, rồi cảm ơn chị nha.
Đây, cái đây cái bản hiệu hải sản của nhà mình ha. Đây. Ở bên đây cô này bán cá cũng ngon đấy nè cô chú. Bên đây cô bán cá đa dạng cá luôn. Đây, tả rồi tôm nữa. Con xin quay giới thiệu cá nha cô. Đây là có cá kết nè cô chú. Rồi cá phèn. Đấy, cá lưỡi trâu nè. Cá ngon không? Đây, nguyên cái mâm cá hấp dẫn. Đây, bên đây có cá cá sát nè. Có rất là nhiều loại cá lạ em không biết luôn, tôi biết. Bên đây là những cái sạp thịt heo. Bên đây là cá lóc nè, cá biển. Đó. Bên đây cô đang bào chả cá. Cái này là cái bong bóng con cá gì hả cô? Bong bóng cá cóc hả? Dạ. Đấy. Wow, lần đầu tiên thấy được bong bóng cá cóc. Đi một mâm luôn cô chú. Đấy, cảm ơn cô nha. Nói à, chị có mà nghe chị chào mà em nháy máy lợn mà sao chị không. Bên đây là cá lóc bông cái của chú. Cái cổ bên cái giấy đó không biết ở đâu giờ kiếm hoài mất chết luôn chị đó. Chị nói chị có mà chị chính hiện cho tin mà nói nó đâu có. Ở phía sau cô có chị bán khô nữa kìa. Cô bên đây thì bán tôm. Tôm cá, chào mấy cô. Wow, cô đây bán con cá lóc bông bự quá luôn nè. Con cá lóc bông này cỡ mấy ký hả cô? Có 2 ký 2, 2 ký 3. Dạ, cá quá là lớn luôn. Cái này mà cô chú nào mua về làm ẩm thực á, quay phim lên nhìn hấp dẫn lắm. Con cá lóc bông thường người ta làm món gì ngon hả cô? Món chua với hấp nướng. Dạ. Rồi. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Bên đây có mực nè. Cô nói con cá lóc bông cũng nhúng giấm được hả cô? À, dạ. Dạ. Đây chị bán cá rô cũng bự bự luôn nè cô chú. 5578 đi. 900 gram hả? Cô 5 lần. Dạ, sorry. 5578. Bên đây là cái giải bắn cá, em quay lại cho cô chú xem nha. Dạ. Bên đây là bán thịt heo nè. Bên dưới là những cái khu bán đồ gia vị. Dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, nước tương đồ bên dưới đó cô chú. Bên đây thì cô bán tôm, tôm xong. Đấy. Chào cô. Dạ. Tôm xong luôn hả cô? Tôm nuôi giống sao? Dạ. Tôm nước tre. Dạ. Xong thì nó bán cái gì vậy? Dạ. Ở đây có cá cóc lớn nè cô chú. Cá chạch lấu nè, tôm nè.
Đây con cá cóc đây cũng lớn lắm rồi cô chú ơi. Cá dầu đếm. Sáng ngày làm cơm anh. Đấy, sáng ngày anh làm cơm sớm anh à. Nói vậy. Dạ. Dạ. Anh rất là đảm đang ăn cơm nhà chứ không ăn cơm ngoài. Ăn cơm ngoài tốn tiền. Tốn tiền. Để chưa tiền mua sữa cho gái bú. Nghe nói tội nghiệp quá rồi chú ơi. Nghe nói anh nói thấy thương quá nè. Cảm ơn anh. Cô bên đây bán cô nằm võng luôn rồi nè. Đấy. Quá thoải mái luôn rồi. Cô ngồi đây. Già rồi 80 tuổi rồi. Dạ. Cô 80 tuổi rồi. Cái cô bán đây chắc mấy chục năm hả cô? Bán từ chợ cũ rất lỡ rồi tới vô chợ Bến Tre rồi vô đây là mình làm 40-50 năm rồi. Chợ Bến Tre là ở đâu cô? Tôi biết mình vô Bến Tre cái đường đi vô chợ. À Bến Tre ha. Bến Tre đó. Rồi dạ, dạ. Chợ nó dần vô đó đó. Rồi phía sau rồi dạ. Các chợ thì như vậy. Ngày xưa là chợ sát nó xong luôn hả cô? À, ngày sát nó xong rồi đất nó lỡ. À, bên đây là bên lỡ đó. Bên kia bên bồi. Lỡ mất cái chợ luôn. Dạ. Rồi con cảm ơn con nha, chúc con nhiều sức khỏe. Dạ giờ ít người đi chợ hả cô? Dạ. Dạ. Cái nhiều khi tình hình chung cô ơi, con thấy chợ nào cũng vậy chứ. Dạ. Này, cô bên đây bán cá gì cũng bự quá nè. À, chị bên đây thì bán hải sản bóng mực. Dạ. Bên đây thì có ghẹ. Dạ. Bên đây cũng có ghẹ sò nghêu nữa nè. Đây, cô bán ghẹ với cua biển. Cô xin quay giới thiệu với nha cô. Hai ghẹ. Đây là cua biển lớn không ạ? Xay lớn lớn. Đây. Cá lóc gì chị? Cá lóc bự hả? À. Quay cho bác bự coi. Cá lóc bự hả? Bự lắm con. Dạ. Lỡ nó nhảy nó cắn em à. Cá lóc này cá lóc đồng luôn hả? À cá lóc nuôi. Cá bự như cá sấu luôn đây luôn nè. Dạ. Cô này là bán cá lóc bự. Rồi em cảm ơn cô. Rồi em cảm ơn chị nha. Bên đây là khô nè cô chú. Bên đây là những cái quầy bán khô. Cô bên đây thì bán mắm. Đấy. Những cái sạp khô mắm thì bà con ngồi gần đây. Cô cho con xin quay giới thiệu với nha cô. Đấy, cô bên đây là bán mắm nè. Thơm quá trời thơm luôn. Đặc sản Tân Châu là cá mì Vinh hả cô? Mắm cá mì Vinh hả? Ô cớp luôn hả? Dạ. Dạ. Là cửa hàng của mình là cái món đó là vô ô cớp 4 sao luôn hả cô? Dạ. Quá. Dạ. Bên đây là những cái keo cô làm vô sẵn nè. Dòng xây An Phú hả cô? Dòng xây Long Phú. Dạ dạ. 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 Rồi cảm ơn cô. Đây là cái tiệm mắm của bà Sáu. Đấy. Rồi, cơ sở sản xuất mắm luôn. Có số điện thoại luôn cô chú. Rồi cảm ơn cô nha. Dạ con quay YouTube giới thiệu chợ Tân Châu. Dạ. Rồi cảm ơn cô. Rồi quay cái biển hiệu cho chị gái bán hải sản nè. Hồi nãy quên. Nãy không có thấy cái biển hiệu. Rồi. Hay chị Mỹ Hiên hả? Mỹ Hiên. Rồi các loại hải sản.
đấy. chị tên Thủy, còn chị của chị tên Thiên, còn là Mỹ. Chị cũng Mỹ chứ bộ. Dạ. À, ở trong chị cũng Mỹ. Vậy là hai chị em hả? À, dạ. Mỹ rồi. Mỹ rồi, em cảm ơn nghe. Có bạn kênh nào? Dạ kênh em là ông Kính đó đây. À, ông Kính đó đây. Dạ, anh bán khô ha. À. Dạ, đây. À vô ông Kính đó đây, nếu mà ông quay xong về ông lòng nhẹ cắt ghép thì kia. Dạ. 3 ngày sau ông mới lên được. Dạ, về ghép bông hoa rồi vô. Đây anh trai anh bán khô này cô chú. Đấy, sạp khô như ý ha. À. Ăn là như ý luôn hả anh? Đó, như ý ngồi trong kia. Đấy. Còn anh là như gì? Anh là Như Quỳnh em. Như Quỳnh à? Ừ. Quá dữ. Đây sạp khô cô chú. Hay khô cá lóc nè. Đấy. Khô cá lăng phòng. Cách gọi là cá tra phòng á anh. Đúng rồi, lăng phòng cũng là đó, tra phòng cũng đó. Dạ. Quá trời hấp dẫn. Các loại khô ở đây đầy đủ luôn. Bên đây là cá cá sủ à. Cá sủ đâu. Rồi. Anh có thể cho bà con biết giá một số loại không cô? Không anh. Được em. Dạ, ví dụ như cá lăng phòng á là nguyên ký ha. Có hai loại. Dạ. Nhập khẩu trực tiếp từ Campuchia về. Dạ. Loại còn xương còn hồng. Quay dạ. Dưới này cho nó có ánh đèn nó dạ. Rõ. Loại này thì giá nó là 160 là loại nhập của cam ấy ha. Loại hai cái thì là của cam về hết trơn dạ. Luôn. Một cái là nó khác nhau vậy mới không? Còn cái xương hầu này nè. Dạ. Có xương đầu nè. Dạ. Với cái phần mỡ bụng nè. Dạ. Còn cái loại 108 thì anh cắt rồi. Dạ. Cắt xương đầu, bỏ xương hầu, dạ. Cắt bớt, lớp nở. Dạ. Cái này là 108. Dạ. Cá của cam là cá tự nhiên luôn phải không anh? Không. Cá đều là nuôi. Nuôi ha. Không có phần tự nhiên hồi trước nữa. Bây giờ là mình kiếm cá tự nhiên không có luôn ha. Không có đâu em. Ngay giờ bây giờ ở trên biển hồ nó còn khô nước, nó dạ. Còn chia cá tự nhiên không còn. Tại em đi quay á, cái một số cô chú hỏi có thấy chỗ nào bán cá tự nhiên không? Em nói cũng khó, bây giờ khó lắm. Tại vì cá này á, em nuôi em còn không đủ cung nữa, lấy đâu mà cá tự nhiên. Dạ. Dạ. Cái này á, là nó được nuôi tại bè trên dòng sông biển hồ Campuchia. Dạ. Sau đó là mới đem lên chế biến lại thành khô lan phòng. Dạ. Rồi em cảm ơn anh trai nhiều nha. Rồi cảm ơn. Dạ. Đây, cái shop quầy bán khô của anh á. Những cái gian hàng bán khô ở đây là rất là nhiều luôn cô chú. Mình thích gian hàng nào mình mua gian hàng đó. Dạ chị ăn đi em không quay đâu. Sáng ngày mấy cô mấy chị ăn sáng. Bên đây là khô cá cá đuối nè cô chú. Với khô cá chỉ vàng. Đây. Ở đây cũng có một cái sạp khô của cô nữa nè. Đây, con xin quay giới thiệu luôn nha cô. Đây, để quay cái biển hiệu cho cô cái. Sạp khô Thùy Trang. Những sạp khô ở đây bà con trang trí rất là bắt mắt. Đây có khô mực nè. Rồi tôm khô. Khô mực ở đây là cô có để giá loại lớn nhất là em thấy là 900 ngàn một ký nè. Rồi loại kế bên này là 650. Đây 650 nè cô chú. Đây là 900. Bên đây là 600. Rồi tôm khô thì cũng có loại 500, có loại 650. Có lạp xưởng nữa nè. Đấy. Có khô gà nữa nè cô chú. Đấy. Có những cái keo khô cá cơm. Cá cơm này chắc là khô ghim rồi phải không cô? Ghim rồi. Dạ. Cá cơm giòn bên kia.
loại lớn. Rồi con cảm ơn cô nha. Đó, em tìm khô chị khô mật chị ơi. Bên đây thì có khô rắn. Khô rắn. Rồi. 347 Dạ em con không mua chú ơi. Đây, đây khô rắn nha. Đó. Này có số điện thoại mà cô chú chị nào muốn mua khô rắn hay gì đó mà mua khô gì đó thì gọi cho cô có số luôn nè. Cái này chị. Cái này chị. Đây em đi vòng qua đây nha cô chú. Bên đây là cái gian hàng bán gà vịt sống. Đấy. Chào cô chú. Bên đây bán gà sống. Gà đây gà ta không à. Gà nội luôn. Ép kẹo đây, ép tất cả các loại giấy tờ, bán keo dính ruồi, keo dính chuột, keo bể chi, keo dán giày, keo dán dép, keo dán nồi, keo dán con, bán cuốn chuột, cuốn kiến, cuốn vàng, cuốn ngoài này nãy ngoài này hồi nãy không có mấy chị bán cá mà giờ có mấy chị bán cá rồi nè. Đây mấy cô bán cá. Đúng, con xin quay con cá này cái nha cô. Đây cá, cá này gọi là cá thiểu à. Dạ. Với con cá cá sơn này lớn quá ha. Dạ quá bự luôn. Cá sơn này cỡ 4 ngón tay thôi chú. Đây là khu chợ cá Tràm Hổm. Đây là khu chợ cá ngoài Tràm Hổm. Bên đây chị có bán cá lăng nữa nè, cá kết nữa nè. Con cá chốt giấy quá bự luôn. Dạ. Đây mấy chị đi mua cá. Ở chợ phải cướp vợ cờ. Đây, để em xin quay con cá chốt giấy lớn này. Quá bự luôn. Này kênh nào quay ơi? Dạ kênh ống kính đó đây. Kênh nào? Dạ kênh ống kính đó đây. Khi nào phát? Dạ chắc là 2 ngày nữa chị. Ống kính đó đây. Dạ. Hôm mùa nước em có quay hai cái ghe ủi ủi cá linh ở dưới sông bờ kè nè. Dạ. Cá quá thì cá luôn. Quay không cho thử các bạn cho rồi. Dạ. Cảm ơn nha chị, cảm ơn cô. Dạ. Bên đây là cá cóc ha. Cá cóc với cá tra. Cá dồ đen. Nước cũng nhớ không phải con cá lăng. Dạ. Em cảm ơn chị. Đây là cơm nè cô chú. Cô bên đây bán cá sặc với cá rô đồ. Quá là mập luôn. Cá rô này mập lắm luôn nè. Đây cá rô quá là ngon luôn. Dạ. Cá mùa này em thấy những cái chợ khác người ta bán con cá nó hơi ốm. Chợ này thì cá quá đẹp luôn. Dạ. Dạ con quay YouTube. Dạ. Đây có cá sặc. Chị bán cá sặc ngon cô chú. Cá sặc giấy. Đây em đi xuống đây là cái khu bán bánh nha cô chú. Bên đây vừa có bán rau củ, vừa có bán cá, bán khô, rồi có bán bánh nữa. Bên đây chị này bán chả, này gọi là chả phải không chị? Dạ, chả đò.
có dưa kiệu nữa. Em cảm ơn chị. Cô bên đây thì bán khô nè cô chú. Đây sạp khô ở đây cô trang trí cũng đẹp lắm. Cô khéo tay nữa nè. Đó, rất là đẹp luôn. Đây gọi là cá sặc bổi một nắng hả cô? Hai nắng rồi hả? Dạ. Cái này là nhiêu ký hả cô? 260. Dạ. Mấy con ký cô? 7 con hả? Dạ. Đây là khô cá sặc bổi hai nắng. Dạ. 260 ký, 7 con ký. Rồi, cảm ơn cô nha. Bên đây là khô cá sủ nè. Đó. Ồ, cá sủ quá trời lớn luôn. Đây, cô cá sủ cô cắt khoanh khoanh ra nè. Cá sủ là nhiêu ký hả cô? Có bự 500 cái nhỏ 400. Dạ. Cá sủ là 500 đến 400 ngàn ký. Rồi, con cảm ơn cô nha. Có cá lan phòng nữa nè. Bên đây thì cô bán ba khía. Cô ơi cho con xin quay giới thiệu ba khía nha cô. Cho con xin quay phim, cho con xin quay phim giới thiệu con ba khía dạ, nha. Quay không? Dạ. Đây là ba khía còn nguyên nè cô chú. Đó. Đó ba khía này là khía chưa trộn. Dạ. Khía 150. 150. Còn ba khía nó trộn rồi là một khía 200. Khía 200 nè, trộn rồi cô chú. Rồi, cảm ơn cô nha. Bên đây là cô có bán lá sầu đâu nữa nè cô chú. Rau dừa. Đây là rau sầu đâu nè. Rau sầu đâu thì mua khô cá sặc bổi về trộn gỏi rau cá sầu đâu luôn. Dạ. Đây trộn gỏi nè. Nhìn hấp dẫn luôn. Những cái trái ớt màu đỏ nhìn bắt mắt. Đây là cô mới nhập hàng về và cô soạn ra hả cô? Hàng mới về. Dạ, hàng mới về. Con là bên bự thôi. Bự đó cưng. Đây. 170. Đây là bự nhất là 170 hả? Cái mới về tới đặt 2 ngày. Này bán chục thôi cô? Bán chục. Dạ. Cái loại bự này cô bán chục nè, 170 ngàn. Này chắc ở Cà Mau á cô? Thường ba khía ở Cà Mau với lại dùng Kiên Giang mà sát biển có nhiều ba khía lắm. Ở đây thì có quán bún với lại bán cơm. Đây chị đang nướng nem, nướng thịt nướng nè. Em xin quay cái nha chị. Đây. Đây gọi là thịt nướng nha chị. Nem. Ngồi nghe cái lò này nóng lắm. Chị ngồi lâu rồi mới quen nè. Mười mấy năm luôn hả chị? 18 năm. Đây. Đấy chị nướng cái này là ngồi lò 18 năm rồi đó. Rồi em cảm ơn chị nha. Đây quán bún, quán cơm, bánh hỏi, bánh tầm. Ở đây thì có bún cá, bún cua nữa nè cô chú. Gì hai? Bên đây là có bánh ít, bánh tét nè. Đấy. Cái này gọi là đậu nành đó chị. Đậu phộng đường cơ. Đậu phộng đường hả? Dạ đi về mà. Đậu phộng đường, đậu phộng muối. Dạ.
đậu phộng đường, đậu phộng muối nè cô chú. Đây là bánh ít, bánh tét, bánh ú. Đó. Bên đây là cái này gì chị? Cái đó là mứt dừa. Mứt dừa hả? Dạ. À, đây sao làm dày quá ha? Ờ, nhà quê làm dày dày không à. Dạ. Bữa nay là cái gì chị? Cái này là bánh cơm châu đốc. Cơm châu đốc hả? À. À. Cơm này cơm gì ngộ ta? À, cái này cơm mì. À. Mì á con. Mì. À. Dạ. Thôi để con mua cái nào ủng hộ chị coi. Đấy. Mua cái nào ăn liền được. Cái này là bao nhiêu chị? 17.000. 17.000. Ừ. Thôi lấy em thử cái này luôn. Ừ, đi. Lấy thử đó. Chưa có ăn cái cốm này. Ủa, lại bộ bánh. Chị có bán bánh tét nè. Bánh ở Tân Châu nổi tiếng là bánh gì hả chị? À, bánh bò ốc dứt con. Mà chị không có bánh bò. Bò ốc dứt hả? Bánh bò, bánh bò. Bánh bò ốc dứt. À. Rồi, em gửi. À. Chị có bánh lăng rồi chứ không có bánh bò. Bánh lăng đầu dứt á. Bánh chị lăng. Dạ. Đặc sản Tân Châu là bánh tằm. Dạ. Bánh tằm có bánh lết không á chị? Đó. Có luôn. Chắc hỏi hồi cái chị mấy chị bánh lết luôn. Rồi bánh lết nè. Có bánh cuốn, cuốn cà lết luôn. Dạ. Ở đây là chị bán bánh tằm luôn ha. Dạ, với bún xào chay, mì xào chay. Đấy. Bún hả? Bún hả? Đây coi coi. Dạ. Bánh tằm là bánh mặn hay bánh chay? Chay mặn. Chay mặn ha. Rồi em ủng hộ chị hộp bánh tằm mặn đi. Bánh tằm mà bánh sùng cũng là nói nữa đó. Đó, bánh sùng luôn rồi. Rồi bánh sùng hả? Dạ. Bánh sùng, cứ mua bánh sùng bánh tằm. Bánh sùng đi. Dạ. Dễ bánh sùng. Dạ. Dễ hả? Hộp á. Hộp em mang theo. Không, em còn đi quay. Quay hả? Dạ. Chút đảo là ăn được không? Cũng được. Ờ, dạ. Nhớ bánh sùng nha. Rồi, bánh sùng. Rồi, rồi, rồi. Hứa trên video luôn. Ờ, hứa đó nha. Chị bán hộp thấy cực ha, cực cho em. Nên chị thôi, chị để hồi qua lại. Dạ. Ủng hộ giùm đi. Rồi, chúc chị dạ, bán đắt nha. Chúc qua lại nha, hứa dạ. Rồi đó. Đừng có đi lộn chỗ nha. Rồi. Bên đây là gỏi cuốn, bánh tằm. Gỏi đu đủ. Dạ. Ở đây chị cũng có ngồi trên cái lò nem nướng nữa nè. Chị này ngồi mười mấy năm rồi, chị đằng kia ngồi 18 năm rồi. Chị này 18 năm rưỡi hả? Chị này 25 năm. Dạ. Nhỏ nó mới đây 25 à, chị đây nó bốn mấy năm rồi. Dạ. Khu này bán đồ ăn với lại là bánh. Dạ. Đây. Bên đây là có táo nè, có mãng cầu xiêm. Đấy. Đây mãng cầu xiêm, em xin quay. Đây mãng sụp cầu xiêm nhìn thấy rất là ngon luôn cô chú, thấy rất là ngon luôn cô chú. Bên đây là trái cây. Bên đây là dải với nhãn nè cô chú. Mùa này mùa dải. Dải chôm chôm. Đấy. Mẹ tốt quá năm năm là chín chục cây bánh bò ăn. Dạ. Bên đây cô bán bánh bò. Đấy. Có ổ nào nhỏ nhỏ không cô? Có, ổ nhỏ 20 luôn cô. Dạ. Bánh bò Tân Châu là bánh bò nào cô? Bò Tân Châu là loại nào cô? Là loại lớn nè ha. À. Thôi loại lớn này mình còn ăn không hết. Thôi con ăn ổ nhỏ thôi. Dạ. Này là 70 cơ. Cái này nước cốt dừa hả cô? Cốt dừa. Dạ. Rồi cô loại nhỏ này cũng là của Tân Châu luôn phải không? Ờ, nhưng tại cái loại nhỏ viên. Dạ, rồi. Lớn viên. Bán cho con cái đi. 20 hả cô? 20. Dạ. Cái bự này là bao nhiêu hả cô? 70. Dạ mai ăn con sao. Dạ, tại con chưa có về. À hộp là hộp 2 ổ
giờ không có hộp một ổ, mua hai ổ có cái hộp. Em có ăn liền không chị, cay trắng trắng cho dùm làm tư? Dạ có, chút còn ăn luôn á. Đây chắc cô bán lâu lắm rồi nè. Ủng hộ tiếp chị đi. Đây nhiều. Nào. Đây. Cầm đi. Rồi cảm ơn cô. Cảm ơn cô câu. Và đây là bánh tét. Đấy. Rồi bánh thửng à, cái này là bánh thửng hả cô? Bánh bông lan. Bánh bông lan. Em ăn rau câu không em? Rồi cảm ơn. Cô có bán rau câu nữa nè. Đấy, rau câu. Ăn sẵn đi. Dạ. Sẵn đi, cắt nhỏ nhỏ ra. Dạ thôi, có mình con à, nhiều lắm. Bên đây là sạp trái cây, có măng cục, có mãng cầu ta nè, có chôm chôm. Đây, bên đây là cũng những cái sạp trái cây nè cô chú. Qua bên đây luôn à, ở đây không biết sao mà có những sạp người ta để trống à. Chắc người ta bỏ sạp luôn. Đây chú bán, chú bán giải rồi chú. Dạ. Những cái này gọi là giống đó hả chú? Dạ. Dạ để con xài thử coi. Đây cái giống. Chú bán chạy chợ nè. Dạ. Cảm ơn chú. Cô bên đây người ta nghỉ bán hay gì cô? Sao thấy trống lỏng vậy? Dạ. Là bán chậm quá người ta nghỉ luôn hả cô? Đi đâu cô? Đi Nha Trang. À dạ. À. Cô bên đây thì bán đồ ăn làm sẵn. Đồ chay phải không cô? Dạ. Đây. Có cà tím nước mỡ hành nữa nè. Đấy. Dạ. Rồi con cảm ơn cô. Ở đây thì các cô ngồi ở đây ăn sáng với lại là uống nước cũng nhiều nè. Đây, bên đây thì có cũng đồ chay rồi dưa chua đấy. Chị bán đồ chay hả chị? À, chay mặn đó hả? Dạ. Đấy. Đây mấy cái đòn chả rất là hấp dẫn luôn nè. Em cảm ơn chị. Dạ. Này kênh gì? Dạ kênh của em là ống kính đó đây. Dạ. Coi chừng quay bắt sang kìa. Bên đây thì có rất là nhiều những cái quầy ăn sáng. Đây thì hình như là bún riêu hay gì nè cô chú. Bên đây là hủ tiếu hả chị? Chị em xin quay giới thiệu quá nha chị. Đây là cái nồi nước lèo. Giờ này chị bán cũng sắp hết rồi. Có bún cá, bún cua. Đây này là bún cá nè. Rồi em cảm ơn chị.
ở đây thì cũng những cái sạp bánh. Rồi chả quế. Đây bên đây là khu bán rau củ trong nhà lồng nè cô chú. Đấy. Đi vô đây luôn nha. Đây là những cái sạp rau trong nhà lồng. Chào cô chú. Trong đây thì ít người đi hơn. Đây có bông súng nè. Đấy. Trong đây có vẻ hơi êm đềm hơn ở ngoài cô chú. Lại chỗ này thì thấy đông bà con hơn rồi nè. Đây là những cái gian hàng rau củ, rau sống, củ qua, bầu, mướp. Đây bên đây là bán chanh nè, bán tắc nè. Bên đây là bán núm rơm nè. Đấy. Bên đây tỏi, tiêu, hành, ớt, sai. Đó. Có bắp chuối nữa nè cô chú. Đây. Đây là bán đồ sai sẵn. Tỏi nè. Dạ kênh của con là ống kính đó đây. Dạ. Cô phải đeo khẩu trang chứ hôi ớt nó nồng lên lắm. Đứng xa xa mình thấy thơm nhưng mà cô ngồi giết thì nó sẽ nóng lắm. Chợ dạo này bán đỡ không cô? Dạ. Đây. Đây gọi là hành tím sai đi ha cô. Đấy. Nhìn đẹp quá, giống cái bánh quá. Đây xả nè. Con cảm ơn cô nha. Ở bên đây hình như bà con đi đông nhưng mà ít ai nói chuyện, nghe nó êm đềm lắm. 71 90 bên đây. Dạ chợ rau với chợ cá. Dạ 2 ngày nữa cô, là ngày mốt đó cô. Dạ. Dạ mình bán ngoài chợ mà cũng thích coi chợ hơn cô. Dạ đêm nào cũng bắt dạ coi nha. Dạ bên đây chị bán các loại rau. Ồ. Cái rau cải cần gì mà nó to quá đi. Rau đó rau cần gì mà to quá chị? Dạ rau cần gần cà gần tàu. Dạ lần đầu tiên em thấy cái loại nó lớn vậy luôn á. Ủa? Hàng Đà Lạt. Sao gọi là bán cho mấy người giống cân anh? Cân ta xây ra nó uống rồi. Uống sao đó. Có luôn anh. Dạ.
cho em hai hài xả. Bên trong đây cũng rộng lắm cô chú. Đấy. Bên đây anh ảnh chuyên bán chanh nè, cam. Đó. Ủa mà nói gì à, nãy nói gì? Đấy, bên đây các cô bán gạo luôn nè. Bên đây chú này chuyên bán gạo. Mấy chị bên kia thì củ quả, còn bên đây là gạo ha. Phía trước bên kia là những cái kho của chú. Bên đây chị gái gọt khóm nè, chị gái bán khóm. Cái này gọi là khóm tắc cậu hay gì chị? Không, cái này khóm cầu đúc. Khóm cầu đúc hả? Dạ. Cầu đúc là bên của Dị Thanh. Đó. Còn tắc cậu là ở bên Châu Thành. Đó. Châu Thành Kiên Giang. Còn Dị Thanh là của Hậu Giang. Đấy, một ngày gọt mấy trái khóm đây chị? Không biết nữa, bán người ta. Ta dạ. Mua nhiều gọt nhiều chứ đâu biết nhiều nữa. Dạ. Mua như mình gọt vậy đó. Dạ. Chị bán khóm không à? Khóm không à? Mới lộn khỏi xay thành xay. Dạ. À, đây có gì bán đồ gia vị hành sắc ớt sắc luôn nè. Ớt xay. Đó. Đó. Rồi quay chị gái bán rau luôn nè. Đó. Dạ. Dạ. Quay đầy đủ để mấy cô mấy chị phân bì. Rồi em cảm ơn nha. Đây đi ra bên ngoài nha cô chú. Bên ngoài là khu bán trái cây nè. Đó. Chỗ sớm em đi vô á, mấy cô đang soạn hàng. Và bây giờ là ra quay cho cô chú xem ha. Bên đây là hai bên đây là hai cái gian hàng cam. Đó. Quá trời cam luôn. Bên đây thì bán dưa hấu nè. Dạ. Bên đây là có cái kho khóm lên nhiều lắm nè cô chú, của chị gái bán khóm ở trong. Để em lại quay cho cô chú xem. Ở đây đang nhập khóm nhiều. Đây có những cái dừa trái cây nè. Đấy. Bên đây chị đang soạn trái cây. Chị em xin quay giới thiệu với nha chị. Đây là bơ với chôm chôm. Đấy. Rồi măng cụt nè, có mận, thanh long. Bên đây là những cái xe khóm nè, rất là nhiều khóm luôn cô chú. Đấy. Khóm là bao la luôn nè. Đấy. Vừa xong một xe khóm, giờ anh kéo xe này vô để chất vô nữa. Bán mấy ngày mình mới đi lấy hả anh? 3 ngày tải. Dạ, 3 ngày đi xe tải nó xuống rồi mình xuống cái xe này mình kéo vô đây phải không? Dạ. Dạ. Nãy chị nói này là khóm cầu đúc. Mùa này là vô mùa khóm phải không anh? Vừa hết luôn hả? Dạ. Hình như vậy là cái mùa nó kéo dài chỉ có 2 tháng thôi hả? 2 tháng. Dạ. Dạ. Ở miền Tây nổi tiếng như là khóm tắc cậu Hậu Giang nè, của tắc cậu của Kiên Giang, rồi cầu đúc là của Hậu Giang.
Anh có bán của tá cậu không? Có. Dạ. Tá cậu giờ lại hết mùa rồi. Hết mùa rồi. Dạ. Dạ. Cái xe sớm nhìn quá trời đã luôn. Về mình vừa bán lẻ mình vừa giao mối luôn ha anh. Dạ. Đây, cái kho khóm của ảnh nè cô chú. Rồi, em cảm ơn anh nha. Đây, mấy xe khóm nè. Đây là mình đi ra phía trước nhà lồng luôn nè cô chú. Tối qua mưa, sáng nay có nắng nhưng mà bây giờ em thấy mây cũng âm u rồi. Đây là những cái sạp trái cây nè, nhìn rất là bắt mắt nha. Có dâu, dâu xanh, dâu xiêm, rồi có trái mây nè, rồi mận Hà Nội nè, rồi chôm chôm nè. Có nhãn nè, măng cục. Chị đi mua măng cục hả chị? Đi mua măng cục. Dạ. Ở đây giữa trái cây của cô Tư. Đó. Cô Tư Dưng. Dạ. Nhông, mua mấy ký nhông. Thầy có số điện thoại luôn nè cô Tư. Dạ. Ai mà muốn mua trái cây là gọi cô Tư ship luôn ha. Dạ. Bên đây là có bồng bon nè cô chú. Đó. Đây con xin quay cái bồng bon đấy. Dạ, bồng bon Thái. Là trồng bên Thái hay là cái giống Thái cô? Bên Thái về. Bên Thái về luôn. Dạ. Bên đây là giải nè cô chú. Đó. Đây mấy chị đi mua trái cây. Con cảm ơn nha cô Tư. Dạ. Bên đây chú cũng đang đang lặt trái cây luôn nè. Dạ con ở Tiền Giang. Dạ. Dạ. Đây cũng là một sạp trái cây luôn. Này chú mua rồi chú cắt hay là chú cắt ra cho dễ bán? À, chú cắt về đó chú để trong quán chú bán vậy. Dạ. Có nhậu cà kê. À là bây giờ chú mới mua á ha. Ờ bây giờ chú mua. À con tưởng đâu chú là chủ vựa trái cây. Vựa là đây. Về sắp ra bán cho khách cao kê đó phải không chú? À đi con. Dạ, dạ dạ. Đây là ông chủ karaoke nha cô chú. Đấy. Rồi cảm ơn chú nha. Rồi. Đây có trái Lê Ti Ma nữa nè. Đây cái trái Lê Ki Ma nó chín nè cô chú. Nó chín nứt ra luôn rồi. Nhìn rất là đẹp. Đấy. Đây là sạp trái cây của cô gì? Cô Năm Sáng. Cô Năm Sáng. Rồi, cô Tư Dưng với cô Năm Sáng rồi kế bên. À, cảm ơn cô nha. Dạ. Dạ. À, sạp nào mấy cô chân cũng hấp dẫn cô chú. Ai đồ không kìa. Ở đây là giữa sầu riêng nha. Hả? Dưới sầu riêng anh Phong à. Đấy, sầu riêng anh khui ra để trưng nè cô chú. Này gọi là ghi sáo ha anh. Nguyên cái kho bên trong luôn nè. Đây, nguyên một kho luôn cô chú. Anh nhập vô thùng thùng luôn. Bên đây thì chắc có nhiều giống, nhiều loại nè. Em thấy trái gọn gọn nhỏ nhỏ. Vô đây là thơm nước mũi luôn.
bán sầu riêng là quanh năm luôn hả anh? Dạ. Rồi em cảm ơn anh nha. Đi ra phía trước đây cái cô chú. Anh lại em ủng hộ cho. Dạ. Cái cho em hỏi thăm xíu nha. Cái anh là bị bẩm sinh cái chân luôn á hả? À, biết đi chốt xuống xong đây. Dạ. Rồi bây giờ anh có gia đình gì không? Có. Dạ. Một ngày mình bán được nhiều không anh? 200. Dạ, cũng nhiều quá nè. Anh lấy cho em hai tờ này đi. Hai tờ này. Dạ. Nhà anh ở Tân Châu luôn hả? Dạ, nhà ở đây luôn. Chờ em một xíu. 3 tuổi. Dạ. Có một bé hả anh? Dạ. Còn vợ anh có đi bán không hay là ở nhà làm cơm? Dạ, con. Dạ. Con. Dạ. Thì em ủng hộ anh hai tờ, chứ em gửi tặng cho anh phần quà. À, đây là số tiền của chị Đẹp Nguyễn ở Canada. Dạ, cảm ơn chị. Gửi Canada. Dạ, gửi dạ. Tiếp anh trong cuộc sống nha. Dạ, dạ cảm ơn. Dạ. Rồi. Cảm ơn dạ. Nha. Dạ. Dạ. Chúc anh một ngày may mắn nha. Dạ, dạ. Chiều nay vô đi làm. Dạ, chiều nay mà trúng thì em quay lại đây phát quà cho bà con. Dạ, dạ. Ở đây phía trước chợ Tân Châu, ngay chỗ khu vui chơi của chú. Dạ bây giờ là cũng tầm 10 giờ rồi nè cô chú. Chợ bây giờ bên trong vẫn còn sung á. Bà con đi chợ cũng trưa lắm, cho nên là tuy 10 giờ nhưng mà chợ vẫn còn đông á. Ở đây em quay lại cái con phố bán bông buổi sáng cho cô chú xem nè. Rồi em đi hướng này đi ra phía trước chợ luôn nha cô chú. Nếu mà về Tân Châu vào mùa nước nổi là cô chú có thể bắt gặp hình ảnh những cái chiếc ghe. Người ta ủi cá linh ở trên sông Tiền đó cô chú. Đấy, bên kia có cái xe cô bán mít tố nữ. Đấy. Cái xe trái cây mà cô bán mít tố nữ đó cô chú. Đấy, có mấy chú chạy xe lôi để chở đồ và chở khách nữa. Rồi đây là chính là phía trước chợ Tân Châu nè cô chú. Giờ những cái mặt bằng ở phía trước này người ta mới mở cửa được khoảng cách đây 1 tiếng đồng hồ. Những cửa tiệm ở phía trước thì người ta mở cửa hơi chậm hơn những cái cửa hàng bán cá như là rau củ quả phía sau cô chú. Đây nè cô chú, đây là cái con đường đi vô chợ Tân Châu bên hông á, đường này là đường Nguyễn Văn Linh. Còn phía trước đây là đường Trần Hưng Đạo nè. Thì ngay góc đường này có cái anh bán hến một nắng. Gọi là hến một nắng phải không anh? Dạ. Dạ. Hến một nắng đặc sản của Tân Châu luôn. Đấy. Cái đây, ngoài ra ảnh còn bán sơ ghi nè. Đấy. Cái hến này mình bán sao anh trai? Một lon 20. Dạ. Rồi anh bán cho em lon với, giới thiệu cho em với. Đây là hến nè, mùa này thì đúng là mùa hến luôn phải không anh? Đúng rồi, hến nó có bên năm xuất tháng. Dạ. Gạo cồn nó có theo mùa. Ốc gạo cồn, còn này là còn Long Khánh hả? Ông còn cỏ. Dạ. Đây cái hến này
20.000 một lon. Dạ. Cái này mình phơi bao lâu thì mới ăn được ha? À, cái này mình có trụng, trụng rồi mình ướp đầu gia vị vô. Dạ. Hơn. Dạ. Là mình trụng qua nước sôi đó hả? Rồi, trụng nước sôi á, mình trụng bằng. Dạ, em tưởng đâu là để chín. Ủa, để sống chứ. Phân tại mình bán khách giảng lai là mình không có phân sống, phân sống nó cắt luôn. Nhưng mà tại vì mình muốn trụng mình bán mình ăn liền đó. À, cho nó mau ăn nha. Cho nó mau ăn. Dạ. Còn mùa nắng thì mình sẽ phơi này mình luôn. Sẽ phơi sống. Phơi sống nó rút vô nó càng ngon luôn. Dạ. Cái này là nó chua chua ngọt ngọt. Mặn mặn cay cay ngọt ngọt. Mặn mặn cay cay ngọt ngọt. Dạ, 20.000 một lon nha cô chú. Anh bán đây quanh năm luôn hay gì anh? Bán mình năm chục tháng luôn. Dạ. Đây rồi em gửi anh. Dạ, chị của bên vợ bán 40-50 năm rồi. Bên vợ hả? Hồi sáng em thấy chị bán nè. Ờ, đội trong chợ đó. À, không, hồi sáng em thấy chị ở đây chứ vô chợ em không gặp. Ờ, vô chợ bỏ đội mâm vô chợ. Vậy hả? Rồi, mình ra tiền là mấy đời rồi anh? À, cái này là nói chung là đời này là đời thứ hai và thứ ba. Dạ. Dạ. Dạ ông già mất hết rồi. Dạ. Dạ ông già vợ mất hết rồi. Dạ. Dạ anh chị cũng người ở Tân Châu luôn hả? Cũng ở đây luôn, người ở đây luôn. Dạ. Dạ. Đây thì quay lại cái xè của ảnh nè. Đó. Rồi em cảm ơn anh nha. Rồi. Rồi con ốc gạo này là mình luộc phải không anh? Ốc gạo này mình luộc. Dạ. Ốc gạo luộc mình luộc. Ốc gạo này nó có theo mùa. Dạ. Đấy. Mùa nước là hết. Dạ. Mùa nước là hết. Rồi em cảm ơn anh nhiều nha. Rồi. Dạ. Rồi mình đi đường này là đi về bờ kè cũng như là hai cây me còng ở chợ Tân Châu được một chút. Ở phía trước mặt lộ thì bà con bán đồ ăn vặt, bán hàng rong cũng nhiều lắm. Đây để em quẹo vô đây quay những cái chiếc ghe cào ở dưới sông cho cô chú xem nha. Ở đây là cái công viên. Mùa hè cho nên là những cái cây bằng lăng ở đây cũng trổ bông đẹp lắm nè cô chú. Đấy. Đây những cái cây bằng lăng ở đây trổ bông đẹp quá. Xa xa đó, mình không có thấy được những cái chiếc ghe cào của chú. Dạ trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì em sẽ tổng kết số tiền của cô chú Mạnh Thị Vân sử dụng trong chợ ngày hôm nay nha cô chú. Hôm nay khi mà về Tân Châu á thì em có tặng cho cái anh bán vé số đó là 200.000 và hôm nay thì em sử dụng số tiền của chị Đẹp Nguyễn ở Canada. Thì ở kỳ trước thì em còn giữ số tiền của chị đó là 2.600.000 và hôm nay em sử dụng 200 thì số tiền còn lại tạm giữ là 2.400.000 cô chú, dùng để chia sẻ những hoàn cảnh cũng như là cô chú mà có hoàn cảnh khó khăn gặp trong những buổi chợ khác. Rồi em xin cảm ơn chị Đẹp Nguyễn rất là nhiều và cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video của em ngày hôm nay nha. Em xin chào và hẹn gặp lại. Bờ kè Tân Châu này thì buổi chiều tối cô chú thì sẽ rất là vui luôn. Ở đây có những cái quán nước người ta bán nước ở đây nè. Cái mọi người ngồi ở đây uống nước rồi ngắm cảnh sông vào buổi chiều. Nếu mà vào mùa nước nổi á, là cô chú có thể xem được những cái chiếc ghe ủi cá linh ở trên sông Tiền ngay cái đoạn bờ kè chỗ hai cây me phía trước nè cô chú. Hướng này là mình đi về An Phú nè của An Giang á cô chú, đi về Vĩnh Sương của Tân Châu. Đây tới đây là em cho cô chú xem lại hình ảnh hai cây me quen thuộc.
Ở đây sáng nay á có mấy cô bán đồ ăn giặt đồ ở đây nè, có bán chim để cho mọi người thả phóng sanh nè, có nem nướng này, bán đồ ăn, nước mía. Chỗ này là người ta đang sửa lại cái bờ kè nè cô chú, đang nâng cấp cái bờ kè lại.